Cây lên sớm một phút. Lên đài cho nhỉ. Bật mic chưa? Ok. Rồi, cô giáo xin chào các bạn. Các bạn đã vào đây chưa nhỉ? Hôm nay chúng ta có bài thi thử kiểm tra chất lượng tháng 7. Dạ. Đề thi của chúng ta thì làm từ 20 giờ đến 21 giờ. Cô lên hơi sớm, sớm mất 1 phút. Không biết là đóng link chưa nhỉ? Để từ từ cô vào anh Đức đã. Đóng link thi thử lại đã. Giờ là đúng 9:00 rồi đây. À, 2K4 chúng ta hôm nay làm một đề thi thử và chưa phải là đề chuẩn cấu trúc 50 câu như đề thi chuẩn trung học trong quốc gia. Bởi vì đây là đề kiểm tra chất lượng tháng 7. Đấy, và cô giáo phối hợp với lại các cái chuyên đề mà cô giáo đã hướng dẫn các bạn trong lớp live VIP. Các bạn học được chuyên đề sự học giữa chủ ngữ động từ này, chuyên đề thì này, chuyên đề trọng âm phát âm này. Đấy, thì là đây là một bài kiểm tra sau một tháng các bạn học thì các bạn đã được bao nhiêu phần kiến thức. Đó, nó sẽ hiển hiện trong cái bài thi ngày hôm nay. Rồi, ok, các bạn đã có chị Mai ở đây chưa nhỉ? Rồi, cô giáo xin chào bạn Duyên Như, chào Ngọc Thảo, chào Thanh Tú. Ok, xin chào tất cả các bạn. Nào, chúng ta đã come Adam ở trong livestream này rồi thì say hi cô giáo xem nào. Được chưa? Sao làm đề như thế nào? Có thấy dễ không? Cô giáo xin chào bạn Kiều Anh, chào Khánh My, chào Trần Ngọc Bảo Trân, chào Tuấn Long. Anh chị 2K3 hôm nay thì anh chị 2K3 hôm nay là có đề đáp án chính thức của bộ. Và hôm nay thì lớp của cô Ngọc đã có các anh chị so điểm và được 4 điểm 10. Còn lại rất rất nhiều các bạn được 9,6, 9,8. Cô vẫn đợi đến cái ngày mà chúng ta biết điểm chính thức ấy. Ngày 26 tháng 7 là ngày biết điểm chính thức để cô giáo tuyên dương các bạn. Hôm nay cô Ngọc đã làm một cái bảng vàng để vinh danh các anh chị 2K3 rồi đây. Để từ cho các bạn xem để lấy động lực đã. Tí nữa cô Ngọc sẽ đăng cái link của link bảng điểm ngày hôm nay nhé. Chúng ta cứ từ từ làm xong rồi đợi anh Đức, anh sẽ tổng hợp bảng điểm cho chúng ta. Thì đây là bảng vinh danh điểm cao của lớp CTG 2K3 đây. Hôm nay thì cô Ngọc đã làm xong rồi. Tuy nhiên thì cô sẽ đợi đến ngày 26 tháng 7 để các bạn đo lại thêm một lần nữa điểm chính thức của bộ. Thì chúng ta sẽ cô sẽ đăng bảng vinh danh sau. Và các anh chị được 10 điểm thì cô Ngọc sẽ về tận nhà để trao quà cho anh chị. Đó, 2K4 nhìn anh chị 2K3 để học tập nhá. Rồi, cô giáo xin chào Lâm Anh, cô giáo xin chào bạn Mai, cô giáo xin chào Hoàng Phạm. Cô ơi em hóng điểm quá à. Điểm sẽ có trên hệ thống sau khi mà cô giáo livestream. Cô giáo sẽ đăng lên trang fanpage cho chúng ta. Và anh Đức, của trợ lý của cô Ngọc thì chắc là tí nữa khoảng tầm chục phút nữa anh sẽ gửi bảng điểm cho mình. Rồi, cô giáo chào Minh Minh. Nào, hãy nhận xét cho cô Ngọc xem đề ngày hôm nay như nào. Từ câu 27 trở lên khó quá cô ơi, Trần Minh Anh Đức. Từ câu 27 trở lên. Hôm nay đề của chúng ta có như sau, đó là 5 câu phần phát âm này, 5 câu trọng âm này, đúng chưa? 16 câu phần ngữ pháp từ vựng này, 2 câu đồng nghĩa, 2 câu trái nghĩa, 2 câu giao tiếp, 3 câu chọn lỗi sai, 3 câu kết viết lại câu, 2 câu kết hợp câu, 1 bài đọc hiểu 5 câu và 1 bài đọc điền 5 câu. Theo như đúng, nó sẽ có đầy đủ tất cả các dạng bài, nhưng mà số của đề thi trung học phổ thông quốc gia, nhưng mà số câu của chúng ta thì nó sẽ khác, đúng không ạ? Bởi vì đây là mới là đề kiểm tra chất lượng theo tháng thôi, được chưa? Có đề này thì có bạn nào cảm thấy dễ không, vừa sức không? Thì thả tim vô ra xem nào. Dễ dễ vừa sức. Những bạn nào cảm thấy khó thì thả hu hu nhá. Đấy, đang thấy các bạn kêu ở trong nhóm là khoanh bừa 10 câu đây này. Sao lại khoanh bừa? Phần bài đọc hiểu ngày hôm nay nếu mà các bạn đọc kỹ thì cô giáo đã từng chữa cho anh chị 2K3 rồi. Nếu mà 2K4 nào học ké thì khả năng là biết rồi đấy. Được chưa? Rồi, em làm được mà không biết đúng hay sai ạ hả? Rồi, bây giờ thế thì chúng ta sẽ bắt đầu với buổi chữa đề ngày hôm nay nhé. Nào các bạn sẵn sàng chưa? Are you ready? Sẵn sàng rồi thì comment ready cô giáo xem nào. Sẵn sàng chưa? Cô giáo sẽ lấy một tờ giấy nháp thôi nhá. Chúng ta bắt đầu. Được chưa? Được chưa? Rồi, em thấy đọc hiểu còn dễ hơn cả mấy câu đơn. Ok, nào bây giờ chúng ta bắt đầu với câu hỏi số 1. Cô giáo sẽ để cái điện thoại ở đây để đọc comment các bạn cho nó nhanh nhé. Nào, câu hỏi số 1 đến câu hỏi số 5. Những bạn nào chúng ta còn nhớ đáp án của 5 câu đầu tiên này ấy, thì chúng ta sẽ
comment lên đây để cô giáo gọi một bạn nhé và ghi tên bạn ý lên đây nào. Câu hỏi số 1 đến câu hỏi số 5. Cho nhìn này, ở đây đầu tiên ý, đó là phát âm của đuôi ed này, đúng không ạ? Những câu phát âm đuôi s, es này và những câu mà phát âm nguyên âm, đúng chưa? Bao giờ thì những câu phát âm nguyên âm thì nó sẽ khó hơn. Đấy. Phát âm ed và s, es thì ở đây các bạn thấy đều là theo quy tắc cả. Có một từ của chúng ta là ngoại lệ, đấy là cái từ đáp án đây này. Đáp án đây trong câu số 1 ý, thì mình không đọc là nicketer mà mình đọc là naked. Nào, cô giáo nhìn thấy bạn là Đào Trần Bích Ngọc có đưa ra đáp án 5 câu thì cô giáo sẽ theo bạn Bích Ngọc nhé, xem bạn đúng hay không nhé. Đào Trần Bích Ngọc à, tên giống cô này. Bích Ngọc đưa ra đáp án như sau này. Câu số 1 thì bạn chọn đáp án là A. Câu này chưa phải đúng nhá, đây là cô giáo khoanh cho bạn đã. Câu số 2 chọn D này. Câu số 3 bạn chọn A này. Câu số 4 bạn chọn C này. Và câu số 5 thì bạn chọn C. Như vậy cho anh nhìn. Với câu hỏi số 1 chúng ta đọc cô giáo này. Đầu tiên đáp án A mình đọc là gì? Là naked, đúng ạ? À, đáp án naked. Ở đáp án B chúng ta sẽ đọc cô giáo là gì các bạn nhỉ? Suggested, đúng ạ? Suggested. Ở đáp án C mình đọc là gì các bạn? Đọc là learned. Đó, cái này là bất quy tắc này. Đáp án A và C là bất quy tắc. Như vậy thì đáp án chính xác của chúng ta không phải là đáp án A mà nó phải là đáp án D. Chúng ta đọc cho cô giáo từ này là increased. Đó, nhắc lại cho bạn này. Một số các tính từ trong tiếng Anh có đuôi ed chứ nó không phải là các động từ thêm đuôi ed, cho nên lúc này nó không áp dụng theo quy tắc. Từ này của chúng ta ở đáp án A đọc là naked, và từ này ở đáp án C mình đọc là learned chứ không phải đọc là nicketer nhá, được chưa? Ở đáp án D thì các con thấy là từ này của chúng ta ấy, trước khi thêm đuôi ed thì các bạn thấy nó kết thúc bằng âm s, cho nên thêm ed vào thì chúng ta đọc là stutter, increased, đúng chưa? Đó, như vậy câu số 1 chọn đáp án A là không đúng rồi, được chưa? Rồi tiếp theo chúng chúng học câu hỏi số 2. Câu hỏi số 2 thì các con nhìn thấy đây là một câu phát âm nguyên âm, đúng không? Cô giáo sẽ bôi đậm cái đáp án được chọn lên để con nhìn cho nó dễ này. Đấy, câu 1 là chọn D, chứ cô giáo nhìn thấy nhiều bạn chọn A lắm luôn ý. Nào câu hỏi số 2. Số 2 thì mình nhìn thấy người ta gạch chân chữ O của một từ, đúng không? Đầu tiên mình đọc này, concern, đúng không? Như vậy là âm ơ này. À, có nghĩa là gì ạ? Quan tâm, lo lắng về điều gì, to be concerned about, đúng không? B là contain, chúng ta có động từ này, nó có nghĩa là gì? Bao gồm, đúng không? Chứa đựng này, đúng không? Ở đằng C các con có từ gì? Conclude, nó cũng có nghĩa là bao gồm, chúng ta có âm ơ. Như vậy đáp án chính xác của câu số 2 sẽ là đáp án D, nó là gì nhỉ? Contact. Và ở đây các bạn nhớ giáo đó là âm o ngắn. Như vậy đáp án chính xác của chúng ta là D. Rồi, bạn Ngọc đúng câu số 2. Tiếp theo chủ chúng Ngọc câu hỏi số 3. Câu số 3 thì nhìn vào đây, đây mới là một câu mà toàn bộ theo quy tắc đây này, đúng không ạ? Đầu tiên chúng ta nhìn đáp án đây, mình đọc cho giáo là gì? Disappointed, đúng không? Disappointed, như vậy là âm it, đúng chưa? Ở đáp án B chúng ta đọc là interviewed. Ờ, đáp án là the. C mình là explained the. Và D mình đọc là prepared. Như vậy thì đáp án chính xác câu hỏi số 3 sẽ là đáp án A, disappointed. Câu này thì chúng ta sẽ dịch cho cô giáo có nghĩa là gì các bạn nhỉ? Thất vọng, chán chề, đúng không? Thế còn gì? Ở đáp án B, C, D thì nó sẽ là gì? À, phỏng vấn này, giải thích này, và prepare có nghĩa là chuẩn bị, đúng chưa? Rồi tiếp theo chủ chúng Ngọc câu hỏi số 4. Câu hỏi số 4 chúng ta thấy có đôi âm S và ES, đôi S đúng không? Thế bây giờ mình nhìn này, đầu tiên ở đáp án A mình sẽ có từ này là gì nhỉ? Tiến hóa, đúng không? Chúng ta đọc là z, evolve, đúng không ạ? Rồi, B của chúng ta thì từ này nó có nghĩa gì nhỉ? À, giải thích, đúng không? Mình đọc là explains, đúng không? C mình có từ tuyển dụng, recruits. Và D thì chúng ta có cho cô giáo đọc là z, thì cô giáo viết thành sơ rồi. D mình đọc là repairs. Như vậy thì đáp án chính xác của chúng ta đúng là đáp án C, đúng chưa? Rồi, ok. Tiếp theo chủ chúng Ngọc câu hỏi số 5. Câu số 5 thì chúng ta thấy này, đầu tiên ở đáp án A mình có động từ, đúng không? Xác định này, đúng không? Mình có gì? Identify, nó là âm gì? Âm I, được chưa? B chúng ta có từ cuối cùng, tính từ đọc là final. C mình có applicant, nó là âm y ngắn. Và D thì chúng ta có từ decide, có nghĩa là quyết định. Như vậy thì đáp án chính xác của chúng ta sẽ là đáp án C, applicant, được chưa nào? Rồi, như vậy là ở đây thì bạn Bích Ngọc đúng cho cô giáo là 4/5. Nhưng ở đây là có bạn nào 2 ca tử của cô Ngọc đúng 5/5 đối với phần bài phát âm không? Comment lên đây cô giáo xem nào. Và sau đó thì comment cho cô giáo từ câu số 6 đến câu số 10 nhá, để cô giáo đọc tên lên đây. Có bạn nào đúng 5/5 không? Hôm nay thì với bài kiểm tra chất lượng tháng 7, nó sẽ xoay quanh các cái chuyên đề mà chúng ta đã được học ở trong lớp 2K4. Và những bạn nào ấy mà chúng ta đăng ký bây giờ thì cô Ngọc sẽ dạy lại từ đầu 4 buổi trong một tuần. Tức là cô sẽ dạy lại các cái chuyên đề cô giáo đã hướng dẫn ở trong lớp. Thế thì ở đây cô giáo nhìn thấy là có bạn là yeah, cô giáo thấy đáp án của Bảo Ngân này, Trâm được 5/5 này rất là tốt. Rồi Trần Hương Giang này, Thùy Trang em đúng 5/5, Nguyễn Hiếu này, rồi Ngọc này, ok, tốt. Thế bây giờ cho anh nhìn cô giáo từ câu số 6 đến câu số 10 nhé. Từ câu số 6 đến câu số 10 thì cô giáo xin đọc đáp án của bạn Huy Trần đi. Bạn Huy Trần có đưa ra đáp án như sau này.
Rồi, 6 bạn chọn C, 7 bạn chọn C, 8 bạn chọn C, 9 bạn chọn B và 10 bạn chọn D, đúng không? Thế có bạn nào cùng trùng đáp án như thế không? Hóng điểm quá, để cô giáo xem nào. Rồi, chưa có điểm các bạn nhá. Anh Đức chưa chấm xong điểm. Chấm xong điểm thì cô giáo sẽ đăng lên cho chúng ta ngay, được chưa ạ? Nào, nhìn câu hỏi số 6 cho cô. Ở câu hỏi số 6 thì chúng ta thấy này, đầu tiên ở đáp án A chúng ta đọc gì nhỉ? Location. Ở đây có đuôi tion cho nên trọng âm theo quy tắc đứng đằng trước nó. Vậy chúng ta sẽ có danh từ cho âm giềng tiết thứ hai ở đây, đúng không ạ? Có nghĩa là vị trí. Ở đáp án B chúng ta có động từ đọc là determine. Đây là động từ và trọng âm của chúng ta rơi âm tiết thứ hai, determine. Từ này đừng đọc là determine nhé, determine, đúng không ạ? Trọng âm của chúng ta rơi âm tiết thứ hai. Ở đáp án C chúng ta có danh từ, nó có nghĩa là tài liệu. Chúng ta có trọng âm rơi âm tiết thứ nhất, đọc là gì? Document, đúng không ạ? Document. Và ở đáp án D chúng ta có đuôi tion, trọng âm của chúng ta rơi âm tiết đứng đằng trước nó. Chúng ta sẽ đọc cho giáo là gì? Suggestion. Như vậy thì đáp án chính xác của chúng ta là 2212 sẽ là đáp án C, đúng không nào? Rồi, tiếp theo chủ Trung Ngọc câu hỏi số 7. À, đây rồi, chúng ta đã có bảng điểm rồi các bạn ơi. Anh Đức vừa mới gửi cho cô. Để cô giáo xem nào. Ui, nhiều 10 quá nhở. Đúng là mới là bài kiểm tra đầu tiên có khác. Rồi, cô giáo nhìn xem nào, 1 đến 11. 11 bạn được điểm 10 à? 11 bạn được điểm 10. Bạn Trương Việt Hùng ở Lâm Đồng, bạn Nguyễn Thành Nam ở Hà Nội, Phương Huyền ở Bắc Giang, Nhi ở Hải Phòng, Phương Huyền ở trong lớp cô đúng không? Nguyễn Thụy Thùy Trang, Bình Dương có phải lớp cô không nhỉ? Phan Ngọc Đảm chắc chắn lớp cô rồi, Phú Yên 10. Võ Thị Thành Tím, Diệp Hoa, Nguyễn Thu Hương, Đặng Thị Minh Ngọc, Nguyễn Thu Hương. Có hai Nguyễn Thu Hương luôn, điểm 10. Còn lại chúng ta có các 9,8, 9,4. Tổng cộng ngày hôm nay thì có 500 bạn tham gia buổi thi kiểm tra chất lượng tháng 7 này. Rồi, như vậy là có 10 bạn được điểm 10. Lát nữa sau khi mà cô giáo livestream xong thì cô giáo sẽ gửi điểm bảng điểm lên trên fanpage để chúng ta đăng lên nhá. Như vậy là 10. À, thế là bạn Tín là trong lớp đúng không? Phạm Đà Ly lại không được điểm 10 à? Nam được 10 điểm đúng không? Rồi, ok. Rồi, như vậy là hôm nay 10 điểm 10, tốt quá. Rồi, Trần Dương Ngọc này, câu hỏi số... Thôi bây giờ mình làm tiếp đi nhá. Câu hỏi số 7. Lát nữa sau khi cô giáo livestream xong thì cô giáo sẽ đăng bảng điểm lên cho chúng ta để chúng ta biết được các đối thủ như thế nào. Toàn bộ tất cả các bạn lớp live viết CTG bắt buộc cô giáo sẽ lấy điểm ở trong bài nhá. Nào, câu số 7 nhiều cô giáo này. Ở đây chúng ta có đáp án A, nó là gì các bạn? Động từ, đúng không? Từ này có nghĩa là khắc sâu, ghi sâu vào tâm trí, đúng không ạ? Đọc là implant. Như vậy đọc là implant thì nó sẽ là trọng âm riêng thứ hai, đúng không ạ? Ở đáp án B thì từ này của chúng ta là danh từ, nó có quên động từ, nó có nghĩa là gì? Nó có nghĩa là dự đoán, mình đọc là predict, đúng không? Trọng âm của chúng ta cũng dâm tiết thứ hai, đúng chưa? Ở đáp án C thì chúng ta sẽ có từ này là gì? Comment, bình luận, mình đọc là comment, nó là trọng âm mấy? Trọng âm 1. Và đáp án D chúng ta có từ apply, đây là động từ, trọng âm sẽ dâm tiết thứ hai. Như vậy thì đáp án chính xác của chúng ta ở đây sẽ là đáp án C, đúng chưa nào? Đấy. Rồi, chị Tiếp Ngọc, câu hỏi số 8. Câu hỏi số 8 thì chọn đáp án C có đúng không hả các bạn ơi? Nhìn lại câu hỏi số 8 của bạn Huy Trần chọn C này. Có bạn nào câu hỏi số 8 của chúng ta mà lại không giống đáp án của bạn Huy không? Nào. Hello Nguyễn Hưng. Hưng nhớ giọng cô quá. Hưng thi được mấy điểm nhỉ? Hôm trước có phải nhắn tin báo điểm cho cô đúng không? Mà nhiều bạn các gọi quên mất. Anh Hưng 2K3 đây. Nào, nhiều cô giáo câu hỏi số 8. Có bạn nào khác đáp án của bạn Huy không? Ở đây chọn đáp án C này nhưng mà không đúng rồi. Ở đây chúng ta nhìn này, đáp án A của mình là sector thì nó là danh từ cho âm 1 đúng không? B mình có willing, to be willing to do something, sẵn sàng làm gì, cho âm 1. D mình đọc là gì? Diverse, đây là gì? Cho âm 2 chứ. Thế còn C mình đọc từ này là gì các bạn nhỉ? Desert, nó là sa mạc đúng không? Từ này nhá, rất là khác với một từ mà nó rất là giống nó, nhưng mà nó có hai chữ SC. Hai chữ SC thì phải đọc là desert, thế còn một chữ SC thì phải đọc là desert. Tức là một đằng thì nó là sa mạc, còn một đằng thì nó là bánh tráng miệng. Hai từ này nhìn cái phần phát âm của nó, nhìn vào phần từ viết chính tả của nó là rất khác nhau. Quên, rất giống nhau, đúng không? Một đằng là desert, một đằng là dessert, ok? Rồi, như vậy là 1, 1, 1, 2 thì đáp án chính xác câu hỏi số 2 sẽ phải là đáp án D, đúng không ạ? Đấy. Rồi, ok, chuyển tiếp Ngọc câu hỏi số 9. Câu hỏi số 9 của chúng ta như sau. Số 9 là ingredient, chúng ta sẽ có cho giáo đây là danh từ thành phần, nó là trọng âm 2, đúng không? Ở đáp án B chúng ta có optimistic, chúng ta sẽ có trước đuôi x này trọng âm dương tiết đứng đằng trước nó. Như vậy chúng ta có trọng âm gì? Trọng âm 3. Nguyễn Thụy Thùy Trang, cô chưa gọi em à? Thùy Trang có phải được 10 điểm lúc nãy không? Nào, tiếp theo C mình có gì? Traditional. Traditional thì trọng âm mấy? Trọng âm 2, đúng không? Và D mình có significant, chúng ta cũng có tính từ trọng âm 2.
Như vậy mình có 2, 3, 2, 2 thì đáp án chính xác của chúng ta sẽ là B. Đúng rồi. Đây là hai chuyên đề đầu tiên mà cô giáo dạy trong nhóm 9 và chưa đến phần khó hơn ở trong đề đâu nhá. Bây giờ chuẩn bị đến phần ngữ pháp từ vựng đây này. Bây giờ chuyển qua câu hỏi số 10. Câu hỏi số 10 mình có design đúng không? Đây là trọng âm 2 để động từ thiết kế này. B mình có compete động từ cho âm 2 này, có nghĩa là gì nhỉ? Cạnh tranh này. C mình có động từ cho âm 2, mình có đọc là attract này. Và D mình có động từ nhưng mà trọng âm 1 này, có nghĩa là gì? Đi vào là enter. Như vậy mình có 2, 2, 2, 1. Đáp án chính xác của chúng ta sẽ là đáp án D, enter. Như vậy là bạn Huy bị sai mất một câu, tức là Huy cũng rất là giống Ngọc. Đó, 4 trên 5. Như vậy là có bạn nào ở đây phần trọng âm của chúng ta được 5 trên 5, phần phát âm cũng được 5 trên 5. Và thì comment lên đây cô giáo khen là cái xem nào. Bạn nam này là 5 trên 5, ồ ok, tốt. Rồi, Phạm Thị Mai 4 trên 5, ok. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ chuyển tiếp Ngọc câu hỏi số 11. Câu hỏi số 11 của chúng ta cho đến câu hỏi số 27 sẽ là phần ngữ pháp từ vựng của đề, xoay quanh các cái chuyên đề ngữ pháp như là phần thì này, phần sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ này, rồi và một số các cái chuyên đề khác. Thế bây giờ cho anh nhìn vào cô giáo câu hỏi số 11 nhá. Nào, câu hỏi số 11 là câu gì đây? Câu thì. Câu này nó giống hệt như cái câu dạy lại từ đầu trong buổi live ngày hôm qua. Nào các bạn để ý nhá, buổi hôm qua các bạn bị sai rất nhiều câu hỏi số 11 đây này. Hôm qua thì bản chất của câu 11 với câu hôm qua là giống nhau. Nhưng mà tất nhiên là cái câu nó khác nhau rồi, từ vựng nó khác mà. Nhưng bản chất về thì là giống nhau. Câu này của chúng ta gì? Thì hiện tại gì ạ? Hiện tại đơn diễn tả một cái hành động nó lặp đi lặp lại trong hiện tại. Nhưng nếu như mà một cái hành động một hôm nào đó nó không lặp giống như cái hành động theo thói quen ở trong hiện tại nữa, thì cái hành động mà thay đổi cái thói quen trong hiện tại sẽ chia thì gì đấy? Chia thì hiện tại tiếp diễn. Được không? Thế với cái câu hỏi số 11 này thì cho anh nhìn này, chọn đáp án gì? Nguyễn Ánh được 10 trên 10 rồi, ok, tốt. Nào, câu hỏi số 11 này chọn đáp án gì? Có bạn nào đưa ra đáp án được cho giáo từ câu 11 đến câu 15 không? Rồi, cô giáo đang nhìn thấy bạn Minh Nhật đưa ra đáp án này, bạn Nguyễn Cường đưa ra đáp án. Ok, cô giáo thử đọc đáp án của bạn Cường nhá. 11 bạn chọn đi này. Rồi, ok. Bạn Nguyễn Cường đúng không? Bạn Bảo Trân bảo là em muốn lên sóng cô ấy. Ok, để 5 câu sau nhá. Câu hỏi số 12 bạn chọn C này. Câu hỏi số 13 bạn chọn gì đây? Chọn đi này. Câu 14 bạn chọn B này. Và câu hỏi số 15 thì bạn chọn B. Thế bây giờ ta nhìn câu hỏi số 11 chọn đi đúng không này. Đầu tiên hãy nhìn có by cộng người này đúng không? Thì thường nó sẽ là câu bị động. Câu bị động mà lại có usually là trạng từ chỉ tần suất, thể hiện cái thói quen ở trong gì? Trong hiện tại. Suy ra câu này sẽ chia thì hiện tại đơn đối với câu bị động. Hiện tại đơn đối với bị động chúng ta sẽ có chủ ngữ này, sau đó cộng với to be này, sau đó cộng với P2 của động từ. Thì đáp án chính xác của chúng ta sẽ là đáp án gì rồi? Đáp án đi. Bởi vì chỉ có mỗi đáp án đi nó đang cho hiện tại đơn mà lại dạng bị động. Đúng không ạ? Còn ở chỗ trống thứ hai thì các con thấy là vì là một cái hành động ấy mà nó gì nhỉ? Thay đổi thói quen trong hiện tại. Cho nên chỗ này người ta lại sử dụng hiện tại tiếp diễn đi với là gì nhỉ? Câu bị động. Đó là chủ ngữ cộng to be is am a cộng being cộng P2. Câu này chúng ta sẽ dịch như sau. Học sinh thì thường được dạy được giảng bởi cô Monty. Tuy nhiên thì tuần này ấy, họ lại được giảng bởi cái gì nhỉ? Bởi thầy Tanzer đúng không ạ? Đấy, như vậy đáp án chính xác là một đi nhá. Tiếp theo chủ trung Ngọc câu hỏi số 12. Nào câu hỏi số 12. Bảo Ngân, comment mòn dấu vân tay vẫn không được cô gọi à? Rồi, tí nữa sẽ comment đọc Bảo Ngân nhá. Nào, bây giờ chuyển tiếp Ngọc câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi, cái gì đây? Thùy Trang, em vào lớp VIP 2K4 của cô sớm nhất lớp mà cô chưa nhớ tên á. Nhớ Trang mà. Câu hỏi số 12. Câu 12 của chúng ta thì ở đây các bạn phải điền một câu hỏi về từ loại, đúng không? Câu từ loại là câu chắc chắn sẽ có trong đề thi Trung học Thông Quốc gia này, chắc chắn luôn. Ở đây thì các bạn thấy cô giáo là mình phải xác định được từ liền trước và từ liền sau ở vị trí của vị trí cần điền. Thì đằng trước các con thấy có to be, đúng không? Lại chủ ngữ ít. Thế thì đằng sau lại of somebody. Như vậy chắc chắn ở đây phải là một tính từ đã, đúng không? Và tính từ này nó sẽ chỉ gì ạ? À, nó chỉ tính cách của con người. Của con người nào? Của con người you ở đằng sau này. Thế câu này ta sẽ dịch là bạn rất là làm sao khi mà đã để thuốc ở gì? Ở nơi mà bọn trẻ con nó có thể lấy được. Như vậy là ở để thuốc ở một nơi bọn trẻ con có thể lấy được thì chứng tỏ mình là một người làm sao? Một người bất cẩn, chứ không thể là một người cẩn thận được. Nên câu này mà bạn nào chọn đi thì chứng tỏ không dịch luôn. Đáp án chính xác của chúng ta là C. Careless của chúng ta là tính từ và nó có nghĩa là gì? Bất cẩn, đúng không ạ? Rồi, tiếp theo chủ trung Ngọc câu hỏi số 13. Câu 13 ở đây của chúng ta là một câu hỏi từ vựng. Và câu này của chúng ta xác định là nó ở trong unit number 2 nhá, trong sách giáo khoa
của cô, à quên, của sách giáo khoa cũ. Và cái sách giáo khoa cũ unit number 2 là cô giáo dạy các bạn rồi. Nên là câu này các bạn không thể nào sai được. Đáp án chính xác sẽ là D. Contracture. À, chúng ta có contracture đi với từ marriage thì nó có nghĩa là một cái đám cưới đúng không? Mà một cái cuộc hôn nhân mà nó được sắp đặt, đúng không ạ? Đấy. Đáp án chính xác của chúng ta sẽ là đáp án D cho cô, được chưa? Đấy, nhớ nhá. Câu này dịch như sau này. Rất nhiều người trẻ thì phản đối cái việc là gì nhỉ? Những cái đám cưới bị sắp đặt. À, cái đám cưới mà nó được quyết định bởi cha mẹ của cô dâu và chú rể, đúng không ạ? Rồi tiếp theo chỉ cho Ngọc câu hỏi số 14. Câu 14 của chúng ta thì đây là kiến thức của câu bị động, đúng chưa? Chủ ngữ của chúng ta là more than 100 people. Hơn 100 người đã bị chết, đúng không ạ? Khi mà gì ạ? Cái cơn bão Damrey gì đấy nó đã tấn công Việt Nam vào gì tháng 11 năm ngoái. Như vậy ở câu này các bạn thấy ông giáo có last November thì lại là vừa là một câu về thì nữa, vừa là một câu bị động. Nhìn vào cả 4 đáp án ABCD thì các con có thể loại trừ đáp án C và đáp án D bởi vì đây là chủ động rồi. Chúng ta còn A với B. A với B thì chúng ta thấy này, ở đây có last. Có last thì bao giờ trong câu của chúng ta cũng sẽ chia gì? À, chia thì quá khứ đơn, đúng chưa? Như vậy thì đáp án chính xác của chúng ta sẽ là B, đó là were killed. Rồi tiếp theo chỉ trung học câu hỏi số 15. Emotionless. B là physical, C là romantic và D của chúng ta là physics. Ở câu này của chúng ta tiếp tục nha, là một câu hỏi từ vựng. Đấy. Cho nhìn thấy rằng sau danh từ của chúng ta là attractiveness. À, thế thì mình có cái tính từ gì đi với attractiveness đây? Attractiveness nó có nghĩa là cái vẻ bề ngoài. Vậy thì cái câu này ta sẽ dịch là gì? À, theo như à, sự hấp dẫn, attractiveness là sự hấp dẫn. Và chúng ta có một cái cụm danh từ xuất hiện trong sách giáo khoa là sự hấp dẫn về vẻ bề ngoài, sự thu hút về vẻ bề ngoài. Về bề ngoài đó là physical attractiveness, đúng không ạ? Như vậy đáp án chính xác của cô là B. Câu này dịch thế nào? Theo như một cái nghiên cứu phỏng gần đây ấy, thì rất nhiều hầu hết những cái người trẻ ấy, thì họ nghĩ rằng là đúng không? Họ rất là quan tâm đến những cái gì về thu hút bên ngoài, về thu hút về bề ngoài khi mà họ chọn chồng hay chọn vợ, đúng chưa? Rồi. Tiếp theo chỉ trung học câu hỏi số 16. Như vậy là cô giáo nhìn thấy bạn Nguyễn Cường là đúng 5 trên 5 của cô rồi, rất là tốt nhá. Bây giờ câu 16 thì cô giáo sẽ đọc đáp án của bạn Trần Ngọc Bảo Trân nhá. Rồi, bạn Trân có đáp án như sau. 16 bạn đưa ra đáp án là C. 17 bạn đưa ra đáp án là B. Đấy, phải comment nhiều lên cô giáo mới nhìn thấy comment được. 18 đáp án là C. 19 đáp án là C. Và 20 thì bạn đang chọn đáp án là D. Thế bây giờ mình nhìn vào câu hỏi số 16. Câu 16 thì chúng ta nhìn thấy đây là một cái câu tường thuật gián tiếp, đúng không? They asked me in Los Angeles then. Câu này của chúng ta nhìn này, nếu như với câu tường thuật gián tiếp thì chúng ta phải làm gì? À, thì chúng ta phải có những cái quy tắc như là lùi thì này, rồi là thay đổi chủ ngữ, thay đổi tân ngữ này, vân vân, đúng không ạ? Hoặc là thay đổi các trạng ngữ chỉ thời gian, cụm trạng ngữ chỉ nơi trốn. Thì trong câu 16 ấy, mình dịch như nào? Họ hỏi tôi rằng là liệu bố tôi có làm việc ở Los Angeles nữa không? Thì câu 16 các bạn thấy là gì nhỉ? Ở đây người ta cho cái động từ tường thuật là dạng quá khứ. Thì cái hành động ở đây là chúng ta lùi từ đâu? À, phải lùi từ hiện tại đơn xuống thành hiện tại tiếp diễn xuống thành gì? Quá khứ tiếp diễn. Hoặc ở đây người ta có thể là hiện tại đơn xuống thành gì? Thành quá khứ đơn. Như vậy thì đáp án chính xác của chúng ta đúng là đáp án C rồi. If ở đây không dịch là nếu nhá, mà mình sẽ dịch là liệu rằng làm sao, đúng ạ? Đấy, được chưa? Rồi, tiếp theo chủ chỗ Ngọc Cọ số 17. Câu 17 của chúng ta thì là một câu hỏi về cụm từ. Ở đây chúng ta có A là under charge of, B là in charge of, C là in the charge of và D là on charge of. Hãy nhìn cho cô giáo này. Cái cụm từ này của chúng ta thì nó có nghĩa chịu trách nhiệm. Thì câu này chúng ta sẽ dịch là ai là người chịu trách nhiệm cho công ty này? Ai là người chịu trách nhiệm cho công ty này? Và đáp án chính xác của chúng ta sẽ là đáp án B. To be in charge of doing something hoặc là to be in charge of something có nghĩa chịu trách nhiệm về vấn đề gì, chịu trách nhiệm về công việc gì, chịu trách nhiệm về việc làm gì. Nó có thể bằng với gì các con nhỉ? Bằng với be responsible for, đúng không? Hoặc là bằng với gì? Bằng với take responsibility for, đúng không ạ? Đó, được chưa nào? Rồi, tiếp theo chủ trung học câu hỏi số 18. Câu hỏi số 18 ở đây thì bạn đang chọn đáp án là C. Hãy nhìn này, đây là một câu mà nói về gì nhỉ? Và về đại từ quan hệ, đúng chưa? Chúng ta nhìn cái chủ ngữ của cô ấy, the man and his dogs. Đây là chủ ngữ mang có cả người này và có cả vật, đúng không ạ? Có cả người và vật thì chúng ta không thể sử dụng who hoặc là sử dụng which được, mà phải thay thế được cho cả hai cái này. Và đáp án chính xác của chúng ta sẽ là C. That thì có thể thay thế cho cả người và vật nhé. Đó, đúng chưa nào? Rồi, tiếp theo, chủ chú Ngọc câu hỏi số 19. Câu hỏi số 19 của chúng ta là một câu về so sánh càng càng. Trong đề thi đại học năm nay đấy, có so sánh càng càng. Đề minh họa năm nay có so sánh càng càng này. Đề thi thật năm nay cũng so sánh càng càng. Ở đây chúng ta nhìn này, đây là một dạng so sánh rất đơn giản.
cả hai vế ở so sánh càng càng của chúng ta nó đều phải có dơ đã, đúng không? Như vậy ở đây chúng ta có thể bỏ được đáp án B vào đáp án A rồi. Tiếp theo thì chúng ta thấy là cả hai vế khi so sánh càng càng nó đều phải ở dạng so sánh hơn. Vậy so sánh hơn thì chúng ta chọn đáp án gì các bạn? Đáp án C. Thế còn đáp án D của chúng ta, đúng không ạ? Thì các bạn thấy ở đây ấy, nó là gì nhỉ? Nó là so sánh hơn nhất, đúng chưa? Câu này của chúng ta dịch cho cô giáo như sau này. Anh ta càng ngủ nhiều thì anh ta càng trở nên gì? Cáu bẳn, đúng không ạ? Đấy, đáp án là C nhá. Rồi, chuyển tiếp vào câu hỏi số 20. Câu hỏi số 20 của chúng ta một cái câu hỏi từ nối. Nào, chúng ta nhìn ở đây là A là because, B là no matter, C là despite và D là however. Với câu hỏi số 20 này thì khả năng là sẽ có rất nhiều bạn sai. Đó, khả năng có rất nhiều bạn sai. Ở đây nếu như mà các bạn không thuộc cái cấu trúc ấy thì chúng ta sẽ không dịch được câu hỏi số 20. Hoặc là các bạn sẽ nghĩ rằng câu hỏi số 20 bị thiếu. Do là các bạn nhìn thấy no matter thì chúng ta hay dùng cấu trúc no matter how cộng tính từ, cộng chủ ngữ, cộng verb, đúng không? Có nghĩa là cho dù đấy như thế nào đi chăng nữa. Nhưng mà câu 20 thì không phải vậy. Câu 20 chúng ta dịch là mặc dù là họ rất là giận dữ, đúng ạ, nhưng mà họ không nên, đúng không? Làm sao đây ạ? Nóng tính, đúng không? Nóng tính với lại gì? Với lại bọn trẻ, với lũ trẻ. Như vậy thì câu 20 này của chúng ta phải dịch một cái cấu trúc đó là mặc dù. Đấy, mặc dù chúng ta có cấu trúc gì các bạn? Nó sẽ là however này, sau đó cộng với tính từ này, sau đó cộng chủ ngữ và cộng với to be. Như vậy thì đáp án chính xác của chúng ta trong câu này sẽ phải là đáp án D, đúng. Như vậy là bạn Bảo Trân à, đúng không? Rồi, đã đúng cho cô giáo từ câu hỏi số 16 đến câu hỏi số 20. Thì bạn Lâm Anh trước này. Bạn Lâm Anh có các đáp án như sau. 21 bạn chọn đáp án là C. Ok. 22 bạn chọn đáp án là C. 23 bạn chọn đáp án là A. 24 bạn chọn đáp án là A. Và 25 thì bạn chưa đưa ra đáp án. 25 thì cô giáo sẽ lấy của bạn Hiếu nhá. Bạn chọn đáp án là C. Như vậy câu này các bạn nhìn này. Đầu tiên chúng ta có một câu hỏi về giới từ. Giới từ thì chúng ta thấy to be aware thì đi về ở. Đây là một cái cụm rất là dễ... rất là thông dụng rồi. To be aware of có nghĩa nhận thức hiểu về điều gì. Thế câu này mình sẽ dịch là bạn có hiểu được, bạn có nhận thức, bạn có biết được rằng là những cái luật định đúng, quy định rằng là không được hút thuốc ở nơi này không, đúng không ạ? Đấy. Câu hỏi số 22. 22 thì chúng ta có cái cấu trúc used to này, chủ ngữ này, sau đó chúng ta cộng với used to, rồi sau đó cộng với động từ nguyên mẫu. Thì nó có nghĩa là gì các bạn nhỉ? Đã từng làm gì trong quá khứ nhưng mà hiện tại không còn làm nữa, đúng ạ. Đấy, nên chúng ta chọn đáp án C cho cô. Rồi, ok. Tiếp theo, chủ trung học, câu hỏi số 23. Don't waste time for a cheap hotel when you arrive. Câu hỏi số 23 thì anh thấy này, có waste ở đằng trước, đúng ạ. Có waste ở đằng trước thì các bạn sẽ thấy cô giáo là chúng ta có gì? Chúng ta có waste cộng với thường là cộng với thời gian này, hoặc là tiền bạc này, đúng không? Rồi cộng với verb in có nghĩa là tiêu tốn, lãng phí cái gì và việc gì. Thì như vậy câu hỏi số 23 chúng ta dịch cho cô giáo là đừng có gì tiêu tốn thời gian, lãng phí thời gian vào cái việc là đi tìm kiếm một cái khách sạn rẻ khi mà bạn đến đây. Tất cả những khách sạn ở đây thì nó đều cho chung một giá, đúng không ạ? Như vậy chúng ta chọn cho cô giáo là A, đó là looking, đúng chưa? Câu hỏi số 24. My son is a lot of pressure. Đây là một cái cụm mà đã xuất hiện trong unit 1 ở sách giáo khoa cơ bản. Đó là under pressure, nó có nghĩa chịu rất nhiều áp lực về cái gì, đúng không? Và câu này mình dịch là con trai của tôi thì chịu rất nhiều áp lực bởi vì anh ta đã là gì? Nó đã là cái sinh viên năm cuối rồi. Câu hỏi số 25 cho cô giáo này. Câu hỏi số 25 cô giáo vừa nhìn thấy có bạn lại chọn đáp án A à? Nếu mà chọn đáp án A thì sai rồi. Nhớ nhá, to be responsible thì nó phải đi với giới từ for và bằng với cái cụm mà chúng ta vừa mới điền. Đó là to be in charge of. Cả hai cụm này của chúng ta thì đều có nghĩa là chịu trách nhiệm về vấn đề gì, đúng không ạ? Đấy, được chưa? Tiếp theo của chúng ta, chuyển lúc ngọc câu hỏi số 26. Câu hỏi số 26 của chúng ta như sau. Ở đây thì chúng ta có A là has been, B của chúng ta là had been, C của chúng ta là was và D của chúng ta là is, đúng không ạ? Nào, cái câu hỏi số 26 này thì chúng ta sẽ đưa ra đáp án cho cô giáo xem là có bạn nào đưa ra đáp án từ câu hỏi số 26 đến câu hỏi số 30 không, để cô giáo đọc xem nào. 26 đến 30 của bạn nào chọn đáp án chưa? Bạn Khuất Quang Nam có bảo cô Ngọc là cô cho em xin link đề với ạ. Link đề sẽ có khi mà bạn tham gia thi thử bạn nhá. Các bạn tham gia thi thử có thể lưu link đề rồi, đúng không? Được chưa? Nào, câu hỏi này chọn đáp án gì? 26 đến 30 xem nào. Rồi, cô giáo đang nhìn thấy đáp án của bạn Văn Đức Phúc à? Ok, Văn Đức Phúc đúng không? Văn Đức Phúc, Văn Đức Phúc tức là tên là Đức Phúc à? Họ Văn.
Rồi bây giờ chuyển nhìn câu 26. 26 bạn chọn đáp án là C. Rồi ok. 27 bạn Đức Phúc này là thi khối A1 đã đang nhìn thấy để avatar là hình cô Ngọc, thầy Thuận với là ai đây? Thầy Tuấn Anh đây này. 28 chọn D này, 29 chọn B và 30 chúng ta chọn A. Thì bây giờ chúng anh nhìn vào câu hỏi số 26 nhé. 26 thì các bạn thấy ở đây chúng ta chia là was, đúng rồi. Bởi vì là mệnh đề sau since thì chia quá khứ đơn và mệnh đề còn lại của chúng ta sẽ chia hiện tại hoàn thành. Như vậy câu này mình dịch là Lan thì đã học tiếng Anh kể từ khi cô ấy là một gì? Một đứa bé, đúng không? Như vậy chúng ta chọn đáp án là C. Tốt, tiếp theo chúng ta học câu hỏi số 27. 27 và 28 của chúng ta đấy là hai câu hỏi về chức năng giao tiếp. Trong đề thi Trung học phổ thông quốc gia bao giờ cũng sẽ có hai câu. Thì bây giờ mình nhìn là 27. Ở đây chúng ta thấy đó là một câu cảm thán, đúng không ạ? Đấy, và là một câu khen ngợi. Như vậy thì bây giờ chúng ta phải điền một cái đáp án mà nó là một cái câu đáp lại lời khen. Đáp lại lời khen thì các bạn thấy ngay, khi người ta khen ai thì mình trả lời như nào? Cảm ơn nhá. Quả là một cái lời khen rất là tốt bụng, đúng không? Đáp án chính xác của chúng ta sẽ là A, thank you. Thế còn B là it is my pleasure thì nó sẽ là đáp lại lời gì các bạn nhỉ? À, nó đáp lại lời cảm ơn, đúng chưa? C là thanks, it's very kind of you to do this là cảm ơn, bạn làm điều này, bạn quả thật là tốt bụng. Và đi là oh yes, đó đúng rồi, that's right. Như vậy đáp án chính xác của chúng ta sẽ là đáp án A, thank you, that's nice, đúng không? Tiếp theo chủ trung học câu hỏi số 28. 28 của chúng ta thì đầu tiên các bạn thấy là người ta đưa ra một cái opinion. Đấy, hai câu này trong đề thi là bao giờ mình phải làm đúng 0,4 điểm đấy nhá. Opinion, opinion của chúng ta là nói về gì các bạn nhỉ? À, nói về cái quan điểm, ý kiến cá nhân. Cái câu này ta dịch là sao? Tom và Linda thì đang nói chuyện về công việc mà họ rất là muốn lựa chọn. Và Tom nói này, I think, tôi nghĩ rằng cái việc mà làm bác sĩ là một cái công việc làm bác sĩ là một cái công việc rất là đầy thách thức. Thế Linda trả lời như sau, that is exactly what I think. Đó hoàn toàn là những gì tôi nghĩ đấy. B là it's a good idea. Đó là một ý kiến vừa tốt, đúng không? C là I'm sorry but I agree with you. Tôi xin lỗi nhưng tôi đồng ý với bạn. Và D là not at all. Not at all. Not at all của chúng ta thì nó có thể đáp lại lời gì? Lời cảm ơn chứ. Nó liên quan gì đến cái câu mà đưa ra opinion này? Đáp án chính xác của chúng ta trong câu này sẽ phải là đáp án A. Khi nó đưa ra opinion thì mình trả lời là ừ, những gì cậu nói thì cũng đúng như những gì mà tớ đang nghĩ. Vậy nó phải là gì? That is exactly what I think. Đúng không ạ? Đấy, cô giáo đang nhìn thấy bạn Thu Phượng chọn đáp án A. Đáp án A mới là đúng này. PT Thắm này, Xanh Xanh Nguyễn Như này, đúng, đúng chưa? Tiếp theo, chủ trung học câu hỏi số 29-30. Có anh chị là 2K3 đang ngồi xem không nhỉ? Chắc là anh chị 2K3 ngồi xem cho vui đúng không? Có bạn nào 2K3 thì có nhận ra được hai câu này nó ở đâu không? Hai câu này nó ở đâu các bạn? Nó ở trong đề thi. Đúng không? Được chưa? Nó chính là gì? Trong đề thi minh họa của chúng ta. Đấy, ok. Nó là trong đề thi minh họa. Rồi, như vậy là chúng ta sẽ thấy cho cô giáo là hai câu này là có hai câu quá đơn giản trong đề thi minh họa năm nay. Và các bạn thấy cho cô là câu này thì người ta gạch chân cái từ lovely. Bạn nào mà chẳng biết lovely, bất gốc cũng biết lovely, nó có nghĩa là gì? Đáng yêu. Vậy ở đây của chúng ta là đây là một ngày rất đáng yêu. Một ngày đáng yêu thì là một ngày gì các bạn? Một ngày đẹp rời, đúng không ạ? Và đáp án chính xác sẽ là B, beautiful, đúng chưa? Trong đề thi thật năm nay nhá, còn có một câu hình như chọn đồng nghĩa là người ta, à chọn trái nghĩa là trong câu đấy người ta gạch chân beautiful và chọn trái nghĩa là early. Siêu dễ không? Tiếp theo chủ nhiệm học câu hỏi số 30. Câu 30 thì bạn chọn A à? Joe's ambition is to become. Ambition ở đây của chúng ta nó có nghĩa là ước mơ, đó là hoài bão, là khát vọng. Ước mơ hoài bão thì đương nhiên là chúng ta sẽ phải chọn cho cô giáo đáp án là gì các bạn nhỉ? À, đáp án là A, đó là gì? Dream, đúng không ạ? Đúng rồi, vì the dream của chúng ta cũng là ước mơ. Còn nếu mà chọn doubt thì nó là danh từ có nghĩa là cái sự nghi ngờ, đúng không ạ? Nào cô giáo, tự nhiên là cô giáo lại nhớ đến một câu nhá mà nó rất hay sử dụng ở trong một câu giao tiếp. Sao tự nhiên màn hình nó bị đen thui vậy? À, đó là cái câu là khi mà các bạn muốn đồng tình với một ai đấy thì chúng ta nói gì? Thay vì mình nói là I agree with you thì mình có thể nói là there is no doubt about it. Đấy, không còn nghi ngờ gì về điều này nữa. Tức là sao ạ? À, tức là chính xác rồi đấy. Được, there is no doubt about it. Đó. Rồi, hai câu như vậy, hai câu đồng nghĩa quá đơn giản. Bây giờ thì có bạn nào comment cho giáo từ câu 31 đến câu số 35 không? Rồi, đâu rồi, mấy cái bạn lúc nãy bảo là comment mòn cả vân dấu vân tay, chưa thấy được cô Ngọc gọi đâu, có nhìn thấy bạn đấy đâu nhở? Đây này, đang cô giáo đang nhìn thấy comment của các bạn như là bạn An này, rồi bạn Vân Anh này. Ok, theo đáp án của bạn Vân Anh nhá. Vân Anh đưa ra đáp án như sau. Câu 31 bạn chọn đáp án là B. Câu 32 bạn chọn đáp án là B. Câu 33 bạn chọn đáp án là A.
Câu 34 bạn chọn đáp án là đi và câu 35 thì bạn chọn đáp án là đi. Bây giờ cho anh nhìn vào câu hỏi số 31. Câu 31 ở đây người ta bắt chúng ta điền đối nghĩa đúng không? Và người ta gạch chân từ compulsory. School uniform is compulsory in most Vietnamese schools. Đồng phục trường học thì là bắt buộc với hầu hết các trường học ở Việt Nam. Như vậy đối nghĩa với lại bắt buộc thì chúng ta có từ gì là không bắt buộc? Có nghĩa là không bắt buộc là có thể chọn lựa giữa một trong hai, đúng không? Và có thể chọn lựa được, đáp án chính xác của chúng ta sẽ là B, đó là optional. Thế còn B, A expensive chả liên quan, nó có nghĩa là gì? Là đắt đỏ. C traditional thì nó có nghĩa là truyền thống. Và D require có nghĩa là yêu cầu. Như vậy chọn B. Các bạn từ từ nhá, để cô giáo gửi bảng điểm cho cái chị admin của page để bảo chị đăng lên đã, không chị không tí cô lại quên mất. Đăng cho, gửi cho bạn chị Tú nào. Đợi cô một chút nha. Tú ơi Tú, em thống kê cho cô bao nhiêu điểm 10, bao nhiêu điểm từ 8 đến 9 và bao nhiêu điểm từ 5 đến 8 và bao nhiêu điểm dưới 5 nhá, ở trong cái bảng này. Xong sau đó thì con đăng cái bảng điểm và ghi caption lên trên fanpage cho cô nhá. Cứ xong thì con đăng lên. Được chưa? Rồi, ok. Bây giờ chuyển tiếp vào câu hỏi số 32. Câu hỏi số 32 của chúng ta chọn đáp án gì? Ở đây người ta có neatly và đây cũng là một câu xuất hiện trong đề minh họa năm nay của 2K32 này. You should dress neatly for the interview to make a good impression on the interviewers. Câu 32 của chúng ta thì các bạn dịch cho cô giáo như sau nhá. Đầu tiên thì chúng ta có dress là ăn mặc đúng không? Ăn mặc làm thế nào, ăn mặc như thế nào cho buổi phỏng vấn? Đương nhiên sẽ phải là ăn mặc một cách chỉnh tề cho buổi phỏng vấn để tạo ấn tượng. Như vậy đối nghĩa với lại chỉnh tề. Cái này là đối nghĩa cơ mà nhở? Nào, câu 32 thì các bạn bị sai à? Chỗ này là chọn đối nghĩa cơ mà, bạn nào đây này, cô giáo vừa đọc của bạn Vân Anh à? 32 bạn chọn C à? Cô giáo không đồng tình rồi. À bạn B à? Phải là đáp án A chứ. Untidily của chúng, untidily của chúng ta có nghĩa là không sạch sẽ, không gọn gàng. Mà neatly thì là sạch sẽ, gọn gàng. Thế còn B là formally có nghĩa trang trọng này, unfairly là không công bằng này, và comfortably có nghĩa là gì à? Một cách thoải mái, đúng không ạ? Đáp án chính xác phải là B. À phải là A. Được chưa? Như vậy là Vân Anh sai mất một câu 4/5 nhá. Chuyển tiếp vào câu hỏi số 33. Their children learn. À, đây là phần bài chọn lỗi sai rồi. Ok, bây giờ cô giáo nhắc một chút này. Ờ, trong phần bài chọn lỗi sai này thì thường đề thi sẽ là hai câu ngữ pháp, một câu từ vựng hoặc là cả ba câu ngữ pháp. Thì trong đây thì cô giáo sẽ đưa ra là cả ba câu ngữ pháp. Nó xoay quanh cái chuyên đề về sự hào giữa chủ ngữ động từ và chuyên đề về thì, đúng không ạ? Đầu tiên câu 33 các bạn thấy chọn đáp án đây được không? Quá chính xác. Vì sao? Bởi vì chủ ngữ là their children. Đúng không ạ? Thì không thể nào mà chỗ này cái tân ngữ của chúng ta lại từ tân ngữ lại là ít được. Nó phải là gì? Phải là them. Câu này thì mình sẽ dịch cho cô giáo như thế nào? Lũ trẻ con ấy, đúng không ạ? Thì nó gì nhỉ? Nó học bằng cách là gì? Học chủ yếu là bằng cách là trực tiếp trải nghiệm cái thế giới xung quanh chúng. Như vậy lũ trẻ con phải trực tiếp gì? Trải nghiệm xung quanh chúng chứ không phải xung quanh nó được. Vậy ở đây của chúng ta là sự hòa hợp, đúng không ạ? Their children đi với lại gì? Tân ngữ là them, đúng không? Tiếp theo chỉ trung học câu hỏi số 34. Câu 34 thì các bạn nhìn thấy là đây chắc chắn là một câu hỏi về thì rồi. Bởi vì hôm qua cô giáo vừa dạy xong. After, sau đó cộng với một mệnh đề đi liền với nó là thì quá khứ hoàn thành. Và mệnh đề gì kéo theo của chúng ta đó là thì quá khứ đơn. Câu này mình dịch là sau khi John mà ăn tối xong ý, thì anh ta sẽ viết một vài bức thư và đi ngủ. Thì cái này này chúng ta thấy là cái hành động xảy ra sau, cho nên người ta đã chia động từ quá khứ là wrote và went rồi. Như vậy đây chúng ta chỉ thiếu mất là cái thì hiện tại hoàn quá khứ hoàn thành thôi. Nó sẽ phải là had eaten. Đáp án chính xác của chúng ta sẽ là đáp án đi, đúng chưa nào? Đấy. Tiếp theo chủ trung học câu hỏi số 35. Câu số 35 của chúng ta là có A là with, B là when, C là neither và D là were. Có nhớ cho cô giáo là khi mà chủ ngữ là neither, chủ ngữ 1 này, sau đó no cộng chủ ngữ 2, thì cái động từ của chúng ta sẽ phải đi theo cái nào các bạn nhỉ? Đi theo chủ ngữ gần nó nhất. Vậy chủ ngữ gần nó nhất của chúng ta là his teacher. Thì không thể nào to be của chúng ta là were được. To be phải là gì? Phải là was. Như vậy thì đáp án chính xác của chúng ta sẽ là đáp án đi. Câu này dịch như thế nào? Bố mẹ, không phải bố mẹ của anh ta mà cũng không phải là cô giáo của anh ta hài lòng với cái kết quả mà anh ta đã nhận được ở trường cấp 3. Tức là chả ai trong số bố mẹ hay là giáo viên là cảm thấy hài lòng cả, đúng không? Neither đi với nor thì có nghĩa là không cái này mà cũng không cái kia, đúng chưa? Đấy. Rồi bây giờ thì cô giáo sẽ chọn một bạn để cô giáo đọc từ câu hỏi số 36 cho đến câu hỏi số 40. Nào có bạn nào đưa ra đáp án từ câu 36 đúng không? Đây là phần 5 câu về phần viết lại câu này và phần kết hợp câu. Rồi cô giáo đang nhìn thấy đáp án của Thu Phượng. Rồi cô giáo sẽ comment, cô giáo sẽ đọc của bạn Thu Phượng nhá. Bạn Thu Phượng từ nãy giờ comment rất nhiệt tình đây. Nào câu 36 bạn chọn đáp án là C. Ok, câu 37 bạn chọn đáp án là D. Rồi.
Câu 38 bạn chọn đáp án là C. Câu 39 bạn chọn đáp án là B. Và câu 40 thì bạn chọn đáp án là C. Ở câu 40 thì cô giáo đang thấy là có bạn Hằng ấy, thì bạn nên lại chọn khác với bạn Phượng. À, đó là bạn chọn đáp án là B. Không biết là 40 là B hay C đây. Bây giờ cho anh nhìn vào câu hỏi số 36. Câu 36 của chúng ta thì đây là một câu so sánh đúng không các con? During rush hours, bạn nào chưa biết thì ghi vào. Rush hours là giờ cao điểm. Trong suốt giờ cao điểm ấy, thì việc mà di chuyển bằng phương tiện ô tô thì nó có thể chậm hơn so với việc di chuyển bằng xe máy. Di chuyển bằng ô tô chậm hơn xe máy nhá. Cô giáo dùng cái dấu nhỏ hơn đã chậm hơn. Tức là di chuyển bằng xe máy thì nó phải làm sao? Phải nhanh hơn ô tô. Như vậy thì chúng ta chọn đâu nào? Đáp án là gì các bạn? Đáp án là C, đúng không ạ? Đây. During rush hours, traveling by motorbike is faster than traveling by car. Đúng chưa? Còn nếu như mà các bạn chọn đáp án là đi nhá, thì cũng sai là đây là as a slow as là bằng nhau này. B là ô tô thì nhanh hơn này. Và A của chúng ta là ô tô thì gì? More slow than. Không bao giờ có more slow mà chúng ta phải sử dụng slow gì các bạn? Slower. Đúng không? Bởi vì tính từ ngắn thì nó phải thêm đôi R. Đúng chưa? Đấy. Rồi, tiếp theo chủ trung học câu hỏi số 37. Câu 37 của chúng ta sẽ nhìn vô giá này. Eating Korean food is new to me. Đây là một câu hỏi chuyển đổi giữa các thì với nhau. Câu này mình sẽ dịch là gì? Ăn cái thức ăn Hàn Quốc thì rất là mới mẻ, rất là mới lạ với tôi. Tức là sao? Tính đến trước thời điểm này thì tôi chưa từng được ăn món Hàn Quốc, đúng chưa? Vậy chưa từng được làm cái gì ở trong hiện tại thì các bạn sẽ sử dụng câu giáo là thì hiện tại hoàn thành. Như vậy thì đáp án chính xác của chúng ta sẽ là đáp án D. Đấy. Ơ, chào chị Hợp nhá. Chị chúc em với em học tốt ạ. Rồi, chị Hòa Hợp là học sinh 2K Bảo cô Ngọc. Đấy, cảm ơn em nhá. Như vậy đáp án là đi, câu 37 là đi, được chưa? À, hôm nay cô Ngọc bảo các bạn có một anh trong lớp cô Ngọc là học ở chuyên Hùng Vương Phú Thọ được 10 điểm. Hôm nay có dặn là dò 2K4 như thế này này. Đây, dặn dò 2K4 mở ra cho xem. Hôm nay em được 10 điểm anh. Cô bảo tại sao bây giờ mới báo cho cô? Thì anh ấy bảo là em bận học đầy cô. Em ở ẩn tận 3 tháng. Xong đến bây giờ để được báo tin vui cho cô đấy. Thành công không đến với những người lười biếng mà nó đến với những người không ngừng phấn đấu cô ạ. Đây chính là một câu mà dành cho 2K4. Anh này được 10 điểm. Và đúng là anh này từ cô giáo mới lội lại cái phần tin nhắn anh gửi cho cô từ cái hồi mà anh ấy đăng ký học cô từ đầu năm ấy. Thì ví dụ đợt 22 tháng 5 là điểm tổng kết trung bình môn cả năm của bạn này cũng đã rất giỏi rồi. Đã được 9,8 với điểm học kỳ trung bình môn là 9,7. Trung bình môn kỳ 2 là 9,8 và cả năm của chúng ta là 9,8. Đi thi được 10 điểm. Cô cũng vẫn cứ đợi ngày 26 tháng 7 là để cho điểm chính thức của chúng ta lên. Đấy, cô cũng đợi điểm đấy để bắt đầu cô giáo sẽ đăng bảng vinh danh. Anh nhớ chưa các bạn ơi? Ok. Hợp ơi, có một tuần không xem livestream của cô mà nhớ cô ghi á. Xem livestream trong ít của cô đi chứ Hợp. Đấy á, thế là gặp cô Ngọc thôi, không sợ bị nhớ nhung gì cả. Nào, bây giờ cho anh nhìn câu hỏi số 37, như vậy chọn đi nhá. Have and never eaten, hiện tại hoàn thành đi với never, chưa từng làm gì trước đó, đúng không ạ? Rồi, chuyển tiếp Ngọc, câu hỏi số 38. Câu hỏi số 38 của chúng ta như sau. Would you like some more beer, he asked, đúng không ạ? Câu này của chúng ta dịch là gì? À, bạn có gì muốn uống thêm bia không? Như vậy là bạn có muốn uống thêm bia, tức là mình đang mời, đúng không ạ? Vậy mời thì chúng ta sử dụng động từ gì bạn nhỉ? Động từ offer, đúng không? Mình có offer somebody something, nó có nghĩa là gì? Mời ai cái gì? Như vậy chúng ta chọn cho giáo đáp án là C, tốt. Tiếp theo câu 39. Như vậy là có bạn nào đúng 3 trên 3 phần viết lại câu không? Bây giờ chúng ta đến hai với lại hai câu kết hợp nhá. Câu 39 của chúng anh như sau. The man wanted to get some fresh air in the room. He opened the window. Cái người đàn ông thì rất là muốn có đúng không? Muốn đón cái không khí tươi mát vào trong phòng. Chấm anh ta mở cửa sổ. Như vậy là cái mục đích anh ta mở cửa sổ là để đón không khí đúng không? Vậy chúng ta sẽ có cho giáo cấu trúc đi với in order to. Mình nhớ cho cô này, in order to sau đó cộng với động từ nguyên thể, nó sẽ bằng với so as to cộng với verb, đúng không? Có nghĩa là để làm gì? Người đàn ông mở cửa sổ để có cái không khí tươi mát vào trong phòng, đúng chưa? Rồi câu 40. Câu 40 thì có hai đáp án đang được lựa chọn, đó là bạn chọn B và có bạn chọn C. Thì cô giáo nhìn nhá. Các bạn nhìn này, people should not throw rubbish in the park. Mọi người không nên ném rác ra ngoài công viên, vứt rác ngoài công viên. Mọi người cũng không nên gì chặt cây ở trong công viên. Như vậy ở đây người ta có hai hành động đều không được làm, đó là chặt cây và gì và vứt rác. Nếu mà không được làm cả chặt cây cả vứt rác thì không thể sử dụng cấu trúc gì á. Either đi với nor được. Trời ơi, ở đây các bạn nào mà chọn either, neither, or đấy. À quên either, nor. Cực kỳ cẩu thả nhá. Đáp án chính xác phải là B. Neither đi với nor cơ mà. Phượng đúng nhỉ?
Neither nó là không cái này mà cũng không cái kia chứ. Thế câu này mình phải dịch là con người không được vứt rác mà cũng không được chặt cây ở trong công viên, đúng không ạ? Đấy, đi thi này là mất ngay một câu rất là đơn giản rồi này, đúng không? Như vậy là được 4 trên 5. Rồi, bây giờ chuyển tiếp Ngọc, cô Ngọc 10 câu tiếp theo. 10 câu tiếp theo của chúng ta hôm nay đó là phần đọc điền đọc hiểu. Đọc điền đọc hiểu à? Bây giờ cho anh nhìn. Có bạn hỏi cô Ngọc về phần đọc điền nó còn phần đọc hiểu nó còn dễ hơn cả phần chọn đáp án của những câu đơn à. Bây giờ mình nhìn vào bài đọc hiểu hôm nay. Hôm nay là đề kiểm tra chất lượng tháng 7 thì cô giáo sẽ gì ạ? Chữa nguyên toàn bộ đề 50 câu nhé. Tức là cả đọc điền và cả đọc hiểu được chưa? Nào cho anh nhìn vào phần đọc điền đọc hiểu hôm nay là memory. Hello Quốc Cường Bùi. Ok. Rồi, Quốc Cường Hằng học sinh 2K3, cô Ngọc đây. Vào đây làm gì? Vào đây nghe cô Ngọc cho nhớ nhớ hả? Rồi. Mấy anh chị 2K3 mà trong lớp CTG chắc là nhìn bài này quen lắm vì bài này cô giáo đã cho ở trong lớp đây rồi. Nào, câu hỏi bài ngày hôm nay đọc hiểu thì chúng ta thử xem có bạn nào comment từ câu 41 đến câu 45 cô giáo xem nào. À, đây rồi, cô giáo nhìn thấy đáp án của bạn Thúy An. Bây giờ mình theo Thúy An nhá. Thúy An fan cứng đây này. À, Tuấn Anh em đúng hết cô ơi, tốt. Câu 41 như sau, thế Tuấn Anh được 10 điểm hôm nay không? 41 bạn Thúy An chọn A. Rồi, 42 bạn Thúy An chọn B. Ok, 43 bạn Thúy An chọn C. 44 bạn chọn đáp án là D. Và 45 thì bạn chọn đáp án là B. Đúng không ạ? Thúy An. Bây giờ mình nhìn cô giáo xem là đáp án của bạn đúng hay là sai nhá. Đầu tiên câu 41. Câu 41 các bạn có chọn đáp án là A cho cô không? Câu này người ta hỏi là what is the main idea, bao giờ đi thi chọn đi thi để đọc hiểu cũng thường có câu này. Cái ý kiến đầu, ý kiến chính của đoạn văn là gì? Cái luận điểm chính của đoạn văn là gì? Đúng không ạ? Thế nếu mà đáp án này nào, bây giờ comment cho cô giáo xem là cái câu hỏi số 41 này thì các bạn đang chọn đáp án gì? Bây giờ bạn A này bạn nên chọn đáp án B, thế còn các bạn có chọn đáp án B không? Bài này nhá, nhìn thì dài nhưng mà thực ra là một bài rất dễ, không phải bài đọc hiểu nào dài cũng là khó và không phải bài đọc hiểu nào ngắn cũng là bài đọc hiểu dễ. Đấy, nên chúng ta nhìn kỹ vào giáo. Câu 41 này người ta hỏi là ý chính. Thì nếu bắt đầu vào đây thì mình sẽ gọi là con người, mình sẽ dịch là con người thì có những cái short term and long term memories, tức là có trí nhớ ngắn hạn và dài hạn. Và làm sao ạ? Và họ thì làm sao? Và cái cách mà họ để có thể cải thiện được trí nhớ. Bài này nói về trí nhớ ngắn hạn, dài hạn và cách để cải thiện trí nhớ. Chọn đáp án đây đúng không? Quá chính xác, đúng ấy. Vì sao chúng ta lại chọn main idea là đáp án đây? Thì hãy nhìn cho giáo ngay phần đầu tiên của bài đọc này. Thứ nhất là phần đầu tiên của bài đọc thì các bạn sẽ thấy là gì? Nó có cái tiêu đề là memory. Đi thi vào bài thi có tiêu đề thì mình phải nhớ memory, đúng chưa ạ? Rồi, bây giờ thì các bạn thấy này, ngay câu đầu tiên thì người ta nói là gì? You remember things every day, đúng không ạ? But how do you do it? Bạn có thể nhớ mọi thứ mỗi ngày, nhưng mà làm thế nào để bạn có thể thực hiện được điều đó? Sau đó thì tất cả người ta nói đến việc mà chúng ta nhớ, tức là nhớ như thế nào, đúng không ạ? Rồi sau đó này, ở trong cái đoạn 1 này, người ta đưa ra về việc những cái định nghĩa, những cái thông tin về short term memory, tức là cái trí nhớ gì? À, trí nhớ ngắn hạn, đúng không ạ? Sau đó thì các bạn lại thấy cô giáo ở phía sau của chúng ta, đúng không? Thì người ta nói gì? À, người ta đưa ra một số cái 1, 2, 3, 4 làm cho đoạn văn trở nên rất dài đây này. Bởi vì người ta có cái luận điểm đó là gì? You can help yourself remember better. Bạn có thể gì nhỉ? Tự mình nhớ được nhiều hơn, giúp mình có thể cải thiện được trí nhớ của mình nhiều hơn. Bằng cách nào? Và người ta đưa ra những cái gì ý sau đây? Như vậy chứng tỏ là câu 41 chắc chắn là cái việc mà làm thế nào để bạn cải thiện trí nhớ là cái ý quan trọng nhất của bài rồi. Bởi vì nó là phần dài nhất ở trong bài này, đúng không ạ? Nên mình sẽ chọn đáp án mà nó có cái phần đấy. Nên đáp án chính xác của chúng ta sẽ là đáp án A, đúng chưa? Câu 42 người ta hỏi các bạn là những cái thông tin mới của chúng ta thì nó sẽ gì nhỉ? Dễ nhớ hơn nếu bạn làm sao? A là nếu mà bạn gì? Bạn liệt kê nó trong danh sách. B là nếu mà bạn hiểu vấn đề, hiểu thông tin đấy. C là nếu mà bạn nói cho những người bạn của bạn. Và D là nếu như mà bạn vẽ một bức tranh để miêu tả cái thông tin mới đấy. Thế thì cái keyword của chúng ta, cái từ khóa ở trong cái câu hỏi của mình đó là new information. Thông tin mới thì làm sao? Đúng không ạ? Thế thì các bạn thấy là thông tin mới của chúng ta sẽ dễ dàng nhớ nếu như mà bạn làm sao hiểu nó. Rồi, cô giáo hỏi các bạn đấy là thông tin của chúng ta ở đoạn nào? Nào, thông tin của chúng ta ở đoạn nào? Thì các bạn nhìn thấy này, ở chính cái dòng số mấy? À, dòng số 3 của chúng ta. Đấy, cái ô chấm, à quy tắc số 3 này của chúng ta này. Đấy, cái cách cải thiện này. Make sure that you understand new information. Hãy chắc chắn rằng là bạn sẽ phải hiểu cái thông tin mới. Để nhớ một thứ gì đó là rất khó nếu mà bạn không hiểu.
Như vậy là nhớ thứ gì đó rất khó nếu không hiểu, tức là sẽ dễ dàng hơn nếu bạn hiểu cái thông tin, đúng chưa? Như vậy chúng ta chọn cho giáo đáp án là B, đúng. Tiếp theo câu 43. Câu 43 người ta hỏi các bạn đấy là cái dòng nào dưới đây, những dòng nào dưới đây thì nó có thể giúp bạn nhớ được mọi thứ tốt hơn khi bạn học ngoại trừ. Ở đây người ta nói là ngoại trừ, tức là đáp án không có trong bài, hoặc là một cái đáp án mà nó sai với cái thông tin ở trong bài. Đấy, cách làm thứ nhất là chúng ta có thể loại trừ 3 đáp án trên 4, 3 trên 4 đáp án bằng cách soi từng đáp án một vào trong đoạn văn xem là đáp án nào được đưa vào. Đấy, thứ hai là các bạn có thể gạch keyword cho cô. Thì bây giờ cho anh nhiều giáo nhá. Nào, ở câu số 43 ấy, chọn C đúng không? Câu C của chúng ta là một điều mà giúp cho chúng ta dễ nhớ hơn ngoại trừ là việc chúng ta cố gắng thuộc được, đúng không? Một cái lượng lớn thông tin mới ngay lập tức. At once ở đây của chúng ta là bằng immediately, đúng không ạ? Có nghĩa là ngay lập tức. A của chúng ta là hỏi những câu hỏi mà bạn không hiểu. B là kết nối những thông tin mới với những gì bạn đã biết. Và D của chúng ta là overlearning them, tức là mình học đi học lại, đúng chưa? Cái câu này chọn đáp án gì? Cô giáo đang nhìn thấy 100% các bạn đang chọn đáp án là C. À không, cô giáo cũng có nhìn thấy như một số bạn khác thì chọn đáp án khác là 43 là D, overlearning them. Thế thì bây giờ cô giáo thử xem là chúng ta chọn đáp án gì? C hay là D? Thế thì bây giờ các bạn phải tìm ra một đáp án nào đấy, đúng không ạ? Mà nó sẽ không có ở trong bài, đúng chưa? Nó không có trong bài. Bây giờ cô giáo muốn tìm đáp án C đi, là chúng ta cố gắng học một lượng thông tin mới ngay lập tức. Thế bây giờ cô giáo hỏi các bạn nhá, nếu như mà các bạn chọn đáp án D ấy, đáp án D ấy, thì các bạn phải tìm được ra cho cô giáo đáp án C có trong bài, đúng chưa? Đáp án C có trong bài không? Không, đúng không ạ? Đáp án C mới đáp án đúng, vì nó không có. Ở đây overlearning tâm đáp án D có mà, các bạn không đọc để ý à? Nó ở chỗ nào đấy các bạn? Chỗ nào đây ạ? Nào, cái overlearning them nó có ở chỗ nào? Cô giáo vừa mới nhìn thấy xong nhỉ? Đây, after you learn something, study it again and again, learn it more than you need to. This process is called overlearning. Cô giáo vừa dịch xong, overlearning tức là mình học đi, học lại, mình nghiền ngẫm, học qua lần này đến lần khác. Câu này dịch là gì? Sau khi mà bạn học được một cái gì đấy thì bạn phải rèn luyện nó lần này qua lần khác, đúng không ạ? Và cái quá trình này được gọi là overlearning. Thế thì overlearning có mà, đúng chưa ạ? Như vậy đó là C nhá. Tiếp theo thì các bạn nhớ giáo này, cái từ này này, đây là cái keyword của cái câu hỏi số 44. Nó giúp chúng ta nhớ được cái gì? Đấy, thế câu 44 thì các bạn phải tìm mẫu giáo xem là từ này nó xuất hiện ở trong chỗ nào của cái bài đọc này của chúng ta. Nào, từ này xuất hiện ở đâu? Dòng nào, đoạn nào đấy các bạn nhờ? Đây này, lúc nãy ở cái câu đầu, câu chủ đề nó có nói về long term memory, bởi vì là ngay đoạn đầu thì người ta đã nhắc đến cả long term và cả gì, cả short term rồi, đúng không ạ? Được chưa? Câu 6. Ý C có trong câu 6 á. Cái bạn Văn Quang Bùi này không nhìn là don't hả con? Ở đây người ta họ người trong trong cái câu hỏi người ta nói con là trying to learn a large amount of new information all at once, đúng không? Là cái việc mà bạn học thì bạn cần phải cố gắng học nhiều cái đầu thông tin mới ngay lập tức. Nhưng mà trong bài người ta nói là đừng có mà ngồi xuống. Thực ra cái don't này nó là don't của cả hai động từ này, này là don't sit down, don't try, đúng không ạ? Đừng cố gắng ngồi xuống và đừng cố gắng học một lượng thông tin mới ngay lập tức. Đúng chưa? Câu này nó có don't mà còn chọn đáp án đi, nói ra lại càng thấy là mình bất cẩn, đúng không ạ? À chưa? Rồi, như vậy sai nhá. Nào bây giờ câu 44 các bạn ơi, chúng ta nhìn tìm mẫu giáo từ này ở trong đoạn văn nó xuất hiện đâu nào. Giúp chúng ta nhớ cái gì? À đây 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 đây. Các bạn nhìn thấy mẫu giáo nó giúp chúng ta nhớ giờ gì nhỉ? À nó nhớ chúng ta rút được tên, đúng không? Và nó chính là trong cái đoạn gì? Đoạn số 8 này của chúng ta. Vậy đáp án chính xác sẽ là D. Rồi. Nào câu hỏi số 45. You move information from your short-term memory to your long-term memory when you làm sao? Câu này dịch là gì? Bạn sẽ chuyển thông tin từ cái não bộ trí nhớ ngắn hạn đến trí nhớ dài hạn khi bạn làm sao? A là khi mà bạn gọi cho một người bạn nhiều lần. B là khi bạn luyện tập nó bằng cách gì? Nói cái điều đấy to lên. C của chúng ta đấy là gì nhỉ? Thư giãn trước TV. Và D của chúng ta là write it out on a piece of paper. Mình sẽ gì nhỉ? Mình sẽ viết nó lên trên mẩu giấy.
chuyển từ ngắn hạn sang dài hạn bằng cách nào các bạn? Các bạn chọn đáp án B và cô giáo đồng tình với các bạn, đáp án là B. Là chúng ta phải luyện tập cái thông tin mà chúng ta cần phải nhớ bằng cách chúng ta phải đọc to nó lên để chúng ta nhớ được. Thế thì ở cái câu hỏi số 45 này chúng ta chọn đáp án B. Thì hãy nhìn cho cô giáo xem là cái đoạn nào của chúng ta nó sẽ chứa thông tin của đoạn này. Nào, đoạn nào chứa thông tin ở đây các bạn nhỏ? Chỗ nào đấy? Keyword của chúng ta là chuyển từ cái gì? Chỉ ngắn hạn sang dài hạn. Đó chính là dòng số, số 1 nhỏ đây này. Đấy. Các bạn thấy câu này mình dịch là gì? Move information from your short-term memory to your long-term memory. Nào, nhìn thấy chưa? Có bạn nào chọn đáp án khác cái câu hỏi số 45 của cô giáo không? Không, không chọn đáp án là B không? Comment lên đây cô giáo xem nào. Comment lên đây cô giáo xem nào. Rồi, cô giáo nhìn thấy bạn Huỳnh Thị Vân Anh hỏi là acronym thì dịch là gì ạ? Trong câu số 44 đúng không? Acronym thì nó giống như kiểu là mình, tức là một cụm viết tắt ấy. Một cụm từ viết tắt mà viết tắt bằng cái chữ, những cái chữ cái đầu của từ ấy. Ví dụ như là, ví dụ như ASEAN. ASEAN là A-S-E-A-N ấy. Đấy. Hay là A-S-I-A, Asia. ASEAN, châu Á, Asia. Đấy, viết tắt. Acronym là viết, các cụm viết tắt bằng cách là chúng ta viết những cái chữ cái đầu. Được chưa nào? Viết như thế là đương nhiên là nhớ tên rồi, chẳng qua là lúc này cô giáo không dịch bởi vì cô giáo muốn các bạn tìm thông tin ở trong bài, đúng chưa nào? Nào bây giờ chỉ nhìn cô giáo câu hỏi số 45 đây này, người ta nói là bạn phải thực hiện điều này, bạn có thể làm điều này nếu như bạn có thể gì luyện tập những thông tin mới và bạn bằng cách đó là bạn hãy nói to cái thông tin mới với chính bản thân mình, đúng không? Và hãy nghĩ về điều đó, đúng chưa? Như vậy đáp án là B. Ok, như vậy có bạn nào đúng 5/5 đối với phần bài đọc hiểu không? Bây giờ thì chúng ta sẽ đến bài cuối cùng ngày hôm nay từ câu 46 đến câu số 50. Đó là phần bài đọc điền nha các bạn, 46 đến 50. Nào cô giáo sẽ chọn ra một bạn nào, chọn bạn nào cuối cùng đây. Ok, cô giáo sẽ chọn đáp án của bạn Trần Hương Giang nhá. Comment mỏi tay từ nãy giờ rồi hả? Trần Hương Giang gọi em cô ơi, 46 bạn chọn đáp án là C. 47 bạn chọn đáp án là gì đây? A. 48 bạn chọn đáp án là B. 49 bạn chọn đáp án là A. Và 50 thì bạn chọn đáp án là A. Rồi cô giáo thấy đáp án của bạn Hương Giang này là giống hầu hết với đáp án các bạn đều comment ở đây. Như vậy 46 này. Đầu tiên 46 nhìn cho cô nhá. Ở đây thì người ta đưa ra cho mình đó là phần đại từ quan hệ. 46 các con thấy này. A của chúng ta là that, B của chúng ta là when, C của chúng ta là that và D của chúng ta là whether. Thế thì tại sao điền that? Bởi vì gì? Bởi vì nó thay thế cho cái gì các bạn nhỉ? Thay thế cho cái danh từ vị chỉ vật ở phía đằng trước. Đúng chưa ạ? Đấy, câu này mình dịch là sao? The warming up, tức là cái gì? Cái sự nóng lên của đại dương, đúng không? Thì nó đã gì? Tạo ra. Xong rồi cái mà nó ảnh hưởng mạnh mẽ đến thế giới, đúng chưa ạ? Tạo ra cái kiểu khí hậu mà nó ảnh hưởng mạnh mẽ đến thế giới. Vậy cái that này thay thế cho cái weather pattern này, đúng không ạ? Vậy đáp chúng ta chọn trong là đáp án là C, rất chính xác. Rồi, câu 47. 47 ở đây thì bạn chọn đáp án là A, đó là even. Even các bạn có biết dịch là gì không? Dịch là thậm chí. Thế câu này thì chúng ta sẽ dịch cho cô giáo là sao? Khi mà cái nước mà nó ấm lên ý, thì cái lượng, đúng không ạ, rainfall, cái lượng nước mưa ở Indonesia và những cái vùng lân cận thì nó bị làm sao? Decreases, nó bị giảm sút. Đúng chưa ạ? Và gì? Và nước Úc thậm chí còn phải trải qua một cái đợt hạn hán ở nhiều nơi. Nhưng mà ở đây các bạn thấy là dịch là thậm chí còn trải qua một đợt hạn hán. Người ta muốn nhấn mạnh ở cái vế đằng sau là cái lượng mưa nó quá là giảm đi. Cho nên chúng ta sẽ chọn đáp cô giáo đáp án là A, đó là even. Đúng, chính xác. Tiếp theo câu số 48. Câu 48 của chúng ta là A là on, B là by, C là to và D là at. Thì ở đây các con nhìn thấy này. Chúng ta dùng by bởi vì chúng ta dịch nó là gì? Nó dịch là bởi. By theo dịch là bởi. Câu này thì nó là một câu bị động. Đấy, câu này này, chứa cái câu 48, chứa từ 48 này. This happening is called, có nghĩa là cái hiện tượng xảy ra này nó được gọi là El Nino. Và nó ở đây tức là cái El Nino này, nó được sử dụng bởi, cụm từ này được sử dụng bởi những nhà dự đoán thời tiết. Đấy, để đưa ra cái sự dự đoán thời tiết, đúng không ạ? Như vậy thì chúng ta chọn cô giáo đáp án chính xác sẽ là đáp án gì? By. Đấy, được sử dụng bởi các nhà dự đoán thời tiết. Tiếp theo câu 49. Câu 49 thì các bạn nhìn thấy này. Ở đây của chúng ta là used to này, get used to này, C là gì? Are used to và D là used to be. Thì để ý nhá, ở câu 49 này của chúng ta, đằng sau cái chỗ ô chấm cần điền nó là đâu? Nó là một động từ nguyên thể. Nếu như nó là một động từ nguyên thể nhá, thì các bạn sẽ thấy là gì? Không thể nào chọn be được, bởi vì sau get used to hay sau to be used to ấy, nó phải cộng gì? Cộng verb ing. Không thể nào chọn đi được, bởi vì nếu sau used to anh đã có be thì anh phải cộng với cái gì đấy, tính từ chẳng hạn, chứ anh không thể nào mà là cộng với động từ thường được.
Như vậy đáp án là A. Sau used to cộng động từ nguyên mẫu đã từng làm gì nhưng hiện tại không còn làm nữa. Đúng chưa ạ? Rồi. Và cuối cùng chúng ta còn câu hỏi số 50. Câu hỏi số 50 của chúng ta là A là change, B là transfer, C là transformation và D là shift. Thì đây là một câu hỏi từ vựng. Các bạn để ý ô giáo là người ta đang nói đến cái sự thay đổi khí hậu do là gì? Có cái hiện tượng nóng lên của thế giới. Đúng không ạ? Thế thì cái câu này của chúng ta, Thúy An may thế. May thế cái gì đấy? 49 phút. Câu 49 em sửa lại á. Nào. Câu này, câu 50 chọn đáp án gì? Show bút chì gõ đầu em 2K4 nào, sai trọng âm đi cô. đâu quen mất chưa chưa? Chưa khoe với 2K4 nhỉ? Thôi để hôm sau đi. Đứa nào mà làm sai thì là lấy bút chì gõ. Bút chì cô giáo có cái quả bút chì khổng lồ lắm. Siêu to khổng lồ anh chị 2K3. Nói như thế để biết rằng là mấy cái đáp án trọng mấy cái câu trọng âm phát âm ấy là những câu dễ, đừng bao giờ mà sai. Câu 50 này các bạn chọn cô giáo là change, bởi vì là đấy, mình sẽ dịch thôi. Scientists are unsure of the reason for this on the global scale either. Có nghĩa là gì? Các nhà khoa học thì vẫn chưa chắc chắn, đúng không ạ? Chưa tìm ra chắc chắn một cái lý do gì cho cái sự thay đổi về cái quy trên cái quy mô toàn cầu, đúng chưa? Chúng ta chọn đáp án A, đó là change. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong cho cô giáo 50 câu bài hôm nay. Vậy là có 5 điểm 10. À quên, có 10 điểm 10 cơ. Để xem là chị Tú, chị đã đăng lên cho chúng ta chưa nhờ? Mười điểm mười cơ mà. À đây rồi, chị đăng lên rồi đây này. Chúc mừng các bạn 2K4 đã hoàn thành xuất sắc. Điểm 10, 11 bạn. Điểm 5, 8 đến 9,8, 217 bạn. Điểm 5 đến 8, 208 bạn. Điểm dưới 5, 52 bạn. Link bảng đáp án. Đấy, cho các bạn. Từ từ để cô thêm ảnh vào đây cho các bạn nhìn cho nó rõ đã. 10 điểm 10 cơ mà. 9,8 cũng nhiều đấy chứ nhở. Tí nữa xem trong lớp cô các bạn được bao nhiêu điểm. Điểm này, ôi ôi, các bạn được 1,6 đây này, Quảng Nam đây này. Đấy. Cần phải đăng ký ngay khóa dạy lại từ đầu cô Ngọc. Đến tháng 12 là phải xong hết tất cả mọi thứ để mà thi rồi. À quên, luyện đề rồi. Rồi cô giáo đăng điểm lên để các bạn nhìn cho nó rõ đấy. Đăng ảnh lên. Thế ở đây bao nhiêu bạn vẫn còn đang ngồi nghe cô giáo chữa đọc điền đọc hiểu này là đúng hết được. Có bạn nào 10 điểm đang 3 bạn điểm 10 đứng đầu trong buổi ngày hôm nay sẽ được tặng 3 quyển sách 1600 từ vựng. Đấy, cô giáo quên mất là không nhắc đến những bạn mà được điểm 10 cho các bạn có hào hứng. Khí thế. 9,6 em sai ngu hai câu Hà Văn Giáp. Đấy. 41/50 sai vài câu hơi ngu nhưng em sẽ khắc phục sớm hơn Huy Trần rồi. Đây là bài kiểm tra là tháng 7, cố gắng lên. Đó, hóng bảng điểm đấy, cô giáo đăng lên rồi đấy. Nguyễn Hưng, con cũng có nhắn cho cô nhưng mà điểm có thấp quá không nói ngoài này đâu. Hưng được bao nhiêu điểm? Lại được 9 phẩy mấy xong lại bảo thấp quá đúng không? Bởi vì không được điểm 10 đúng không? À, cô giáo xin lỗi bạn Hưng nhá. Cô giáo chưa rep Hưng, trời ơi. Hưng được 8,6 hả? Đây anh Hưng đây rồi. Cô xin lỗi nha, giờ cô mới đọc của Hưng. Ui nhiều tin nhắn lắm ý, cô không rep kịp luôn. Và nhiều khi nó bị rơi vào cái ô spam hoặc là tin other gì đấy. Cô ơi, con tự chấm được 8,6 qua. Con biết là khá thấp so với mặt bằng chung, nhưng con cảm thấy vui vì từ trước đến giờ trước khi nào được 8,6 cả. Con cảm ơn cô vì suốt 4 tháng qua đã không ngần ngại. À không ngại gian khó giúp đỡ, thực sự hiện con rất vui. Với lại con cũng hơi kém văn nên không biết viết gì cho nó hay cả. Hẹn cô gặp một buổi họp, cô cho con ôm cô thay lời cảm ơn nhé. Đáng yêu nhỉ. Ok, chúc mừng con nha. Rồi, đấy, Hưng rất là tự hào khi mà được cô Ngọc đọc lên trên phần livestream của em 2K4. 1600 từ vựng, 3 bạn nào nhỉ? 3 bạn nào đầu tiên được cô giáo tặng nhỉ? Cô giáo xem nào. Bạn trường bạn một bạn Lâm Đồng, một bạn Hà Nội, bạn Bắc Giang, hai bạn trong lớp học cô rồi hay sao đúng không? Rồi, ba
các bạn nhá sẽ được tặng cuốn 1600 từ vựng của cô Ngọc là bạn Trương Việt Hùng, bạn Nguyễn Thành Nam và bạn Phương Huyền, đúng không ạ? Có bạn Thành Nam với Phương Huyền là học sinh cô, còn bạn Hùng, có bạn Hùng kia thì cô không nhớ có phải là học sinh cô Ngọc không nhỉ? Bởi vì là các bạn nhiều khi tên Facebook nó không giống với tên ngoài đời. Rồi, được chưa? Nha. Còn toàn bộ điểm của lớp VIP 2K4 cô giáo sẽ gì? Cô giáo sẽ ghi lại. Rồi, những bạn nào mà chúng ta muốn đăng ký khóa dạy lại từ đầu của cô Ngọc, 2K4 cô Ngọc sẽ tăng tốc dạy lại từ đầu 4 buổi. Lộ trình của chúng ta sẽ là đến hết tháng 12 chúng ta sẽ hết khóa chuyên đề. Khóa chuyên đề là khóa lái xe. Sau đó đến tháng 1 cho đến tháng 4 chúng ta sẽ học khóa luyện đề. Và trong thời gian này sẽ có đề thi minh họa và chúng ta sẽ luyện theo đúng cấu trúc đề minh họa luôn. Và đến tháng 6, tháng 5, 6, 7 thì chúng ta sẽ tổng ôn một lượt và chúng ta sẽ có khóa thực chiến phòng thi. Khóa thực chiến này cô giáo sẽ không thu thêm phí và dành tặng cho tất cả những bạn nào đã đăng ký khóa CTG trước đó. Hiện nay khóa học của chúng ta thì được giảm 50% học phí các con nhé. 3.600.000 được giảm còn 1.800.000 cho toàn bộ cả 3 khóa học. Và sẽ được tặng cả hai sách của cô. Đấy, được chưa nào? Thế bạn nào chúng ta gì muốn học cái khóa CTG Live View của cô Ngọc để chúng ta được học bài bản, ở trên page của cô Ngọc sẽ chỉ hướng dẫn các bạn. Đấy, hoặc là giải đề. Còn nếu các bạn muốn học ngay từ bây giờ bài bản thì chúng ta phải theo CTG, được chưa? Bởi vì cô giáo chắc chắn với các bạn rằng học sẽ không học là đi từ đầu cho đến hết, đi từ lý thuyết cho đến bài tập, và dạy là dạy từ căn bản đi lên, được chưa? Chúng ta cứ hỏi các bạn ở trong khóa VIP thì biết, được chưa? Rồi, cô tặng mỗi 3 bạn thôi. Ba bạn đứng đầu còn gì nữa, để cho bạn có cái hứng, các bạn có cái sự cố gắng chứ, lần sau để con mình còn đứng lọt top chứ. Rồi, ok, chào bạn Giang, đi học toán đi, Tuấn Anh em 9.4. Rồi, cô ơi 5 đi cô ạ. Ba bạn đầu tiên ngày hôm nay là bạn Hùng, bạn Nam và bạn Huyền. Đấy, đúng không? Hai bạn nam, một bạn nữ. Inbox trực tiếp cho fanpage của cô Ngọc để được nhận sách ngày hôm nay, được chưa? Và sách sẽ lên đường ship cho các bạn luôn. Ok nhá. Nhớ chú ý điện thoại để nhận được quà tặng của cô Ngọc, được chưa? Và nhớ này, thi thử của cô Ngọc mỗi một tháng sẽ có một bài thi thử kiểm tra chất lượng. Và cô giáo sẽ cho cả lớp VIP và hạ các bạn bên ngoài đều được thi cùng, đúng chưa? Có 3 bạn thôi ạ? Đúng rồi. Có 3 bạn đứng đầu là được sách ngày hôm nay thôi, được chưa? Nhớ nhá. Rồi, thế có bạn nào cảm thấy thắc mắc và về điểm ngày hôm nay không? Có 10 bạn được điểm 10 chắc chắn là bảng đáp án của cô Ngọc là không bị lệch câu rồi. Được chưa? Rồi, ok. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong đề ngày hôm nay. Cô giáo sẽ ghi vào đây, đề ngày hôm nay là 10 điểm 10. 500 bạn thi. Nhưng mà vẫn có điểm dưới 5 nhá. Vẫn có 52 bạn cơ. Đấy, cái này phải nhớ này. Để lần sau xem là có 52 bạn mà trên tổng số gần 500 bạn là 10% rồi đấy. Tí nữa cô giáo sẽ hỏi xem lớp VIP đúng được bao nhiêu tiếng. Ok. Rồi, thế nhá. Như vậy là hoàn thành xong buổi live ngày hôm nay. Các bạn có gì phải hỏi cô Ngọc không? Cô up link điểm đi ạ. Tặng thêm đi cô, lần nào em cũng thi mà chưa được tặng sách thì phải lần sau nhá. Bạn Nhi phải cố gắng được 10 điểm mà phải đứng đầu 10 điểm. Nhưng mà tại sao lại có 10 điểm 10 mà có 3 bạn đứng đầu? Bởi vì những bạn đến nộp bài sớm hơn một chút thì cô giáo sẽ xếp lên đầu. Đấy, và xếp là 3 bạn đứng đầu ở trong cái buổi thi ngày hôm nay. Cô up link điểm đi ạ. Bạn Hina dâu up rồi, dâu ơi. Up ở trên đây, up rồi mà. Lên trên page để chúng ta xem cái bài đăng mới nhất của cô Ngọc ấy. Thì cô đã đăng phần link điểm rồi nhá. Rồi, xin chào các bạn. Và cô Ngọc sẽ hẹn gặp lại các bạn trong buổi live ngày tuần sau. Tuần này thì ngày mai cô Ngọc sẽ live cho các anh chị TOEIC. Và ngày mai thì sẽ có hai buổi dạy lại từ đầu của các bạn trong nhóm VIP, được chưa? Các bạn chú ý nhá. Rồi, Phương Huyền, ui em khóa live VIP cô này em được 10. Đúng rồi, Phương Huyền được 10 cô giáo nhớ rồi. Nhưng cái bạn Hùng cái kìa cô giáo, cái bạn Hùng đứng đầu tiên ý, cô giáo không nhớ là có phải trong lớp cô không. Còn bạn Nguyễn Thành Nam cũng là trong lớp cô đúng không? Vừa nhìn thấy xong. Đấy, được chưa? Rồi, bye bye and see you next time.